Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự đồng hóa. Ý bạn là gì khi đồng hóa? Hành động hoặc quá trình đồng hóa, hoặc hấp thụ thông tin, kinh nghiệm, v.v. Nhu cầu đồng hóa nhanh chóng các sự kiện, trạng thái hoặc tình trạng bị đồng hóa, hoặc bị hấp thụ vào một thứ gì đó. Mục đích của quá trình đồng hóa là gì? Trái ngược với các quan điểm yêu sinh, nghiêm ngặt về sự tách biệt hoặc triệt để tránh lộn lẫn hoặc bị nhẫm lần. Nhưng với mục tiêu tương tự và bảo đảm sự biến mất của một nhóm người, mục tiêu của sự đồng hóa là để một cá nhân hoặc một nhóm được hấp thụ vào cơ thể, chính trị để họ không còn. Quá trình đồng hóa xảy ra như thế nào? Đồng hóa mô tả quá trình một thiểu số hòa nhập về mặt xã hội, văn hóa hoặc chính trị và một nền văn hóa xã hội lớn hơn thống trị. Đồng hóa thường liên quan đến sự thay đổi dần dần ở mức độ khác nhau. Sự đồng hóa hoàn toàn xảy ra khi các thành viên mới của một xã hội trở nên không thể phân biệt được với các thành viên bản địa. Tại sao đồng hóa lại quan trọng đối với xã hội? Một khía cạnh của sự đồng hóa là điều cần thiết để nghiên cứu, tiếp nhận các khía cạnh của cộng đồng điểm đến, thích ứng và các đặc điểm kinh tế về xã hội mới so với các đặc điểm của quốc gia xuất xứ và hòa nhập vào cộng đồng điểm đến. Đồng hóa là tích cực hay tiêu cực? Bài báo này tổng hợp hai mô hình đồng hóa của người nhập cư. Đồng hóa tích cực nếu thu nhập tăng theo thời gian khi các kỹ năng liên quan đến điểm đến được thu nhập, và đồng hóa tiêu cực nếu người nhập cư có kỹ năng chuyển nhượng cao bị giảm thu nhập khi tiền thuê kinh tế của họ giảm. Ưu điểm của quá trình đồng hóa là gì? Cách tiếp nhận này có ưu điểm là củng cố bản sắc dân tộc, cung cấp cho công nhân những công cụ cần thiết để hiểu rõ hơn họ là ai và vai trò của họ trên thế giới. Theo một nghĩa nào đó, sự đồng hóa cũng cho phép các công dân tương tác trong một thế giới toàn cầu hóa vì nó tạo cho họ một mỏ neo. Tác dụng của quá trình đồng hóa là gì? Tác động tâm lý đối với một số người nhập cư. Sự đồng hóa có thể dẫn đến trầm cảm và những thách thức liên quan đến sức khỏe tâm thần. Người nhập cư có thể trải qua cảm giác lo lắng khi họ phải cố gắng học một ngôn ngữ mới, tìm một công việc mới hoặc hướng thái độ thù địch với các nhóm dân tộc khác nhau trong một xã hội mới. Đồng hóa của người Mỹ là gì? Lát định nghĩa sự đồng hóa của người nhập cư ở Hoa Kỳ là một cách hiểu về các động lực xã hội của xã hội Hoa Kỳ. Và đó là quá trình xảy ra một cách tự phát và thường không có chủ ý trong quá trình tương tác giữa các nhóm đa số hoặc thiểu số. Sự đồng hóa ảnh hưởng đến văn hóa như thế nào? Theo quan điểm đồng hóa này, theo thời gian các cộng đồng nhập cư đã loại bỏ văn hóa được gắn trong ngôn ngữ, giá trị, nghi lễ, luật lệ và thậm chí cả tôn giáo của quê hương, họ không có sự khác biệt văn hóa rõ ràng giữa họ và các thành viên khác của chủ nghĩa xã hội. Nó có nghĩa là gì để hòa nhập một xã hội? Đồng hóa trong dân học và xã hội học, quá trình theo các cá nhân hoặc nhóm di sản dân tộc khác nhau được hấp thụ vào nền văn hóa thống trị của một xã hội. Như vậy, đồng hóa là hình thức tiếp biến văn hóa cực đoan nhất. Đồng hóa trong văn học là gì? Nhiều định nghĩa khác nhau về đồng hóa được đề xuất, nhấn mạnh khía cạnh chấp nhận của một nền văn hóa mới. Sự chấp nhận theo nghĩa rộng nhất của nó liên quan đến sự thay đổi thái độ, niềm tin và giá trị. Nó cũng mở rộng đến hành vi hướng ngoại của người nhập cư mà theo thường bắt đầu giống với hành vi của nhóm chủ nhà. Sự đồng hóa của một nhà quản lý là gì? Mục đích đồng hóa lãnh đạo mới là quá trình mở các kênh giao tiếp cho lãnh đạo mới hoặc hiện và nhân viên của họ. Trong trường hợp là quản lý mới, nó sẽ trả lời trong câu hỏi mà nếu không thì phải mất đến một năm mới trả lời được, và tạo tiền đề cho việc xây dựng
mối quan hệ cá nhân và nhóm. Người nhập cư đã hòa nhập với nhau như thế nào? Mỹ hóa là quá trình một người nhập cư đến Hoa Kỳ trở thành một người chia sẻ các giá trị, tín ngưỡng, phong tục và Mỹ của Mỹ bằng cách hòa nhập vào xã hội Mỹ. Quá trình này thường bao gồm việc học tiếng Anh và điều chỉnh theo văn hóa các giá trị phong tục của Mỹ. Người nhập cư đã tác động đến xã hội Mỹ như thế nào? Bằng chứng hiện có cho thấy nhập cư dẫn đến nhiều đổi mới, lực lượng lao động được giáo dục tốt hơn, chuyên môn nghề nghiệp cao hơn, kỹ năng phù hợp hơn với công việc và năng suất kinh tế tổng thể cao hơn. Nhập cư cũng có ảnh hưởng tích cực đến ngân sách liên bang, tiểu bang và địa phương kết hợp. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.